Phương Trâm xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ năm ngày 19 tháng 9 năm 2019, chương trình sự kiện quanh ta có những nội dung như sau: Việt Nam sẽ bỏ thuế nhập khẩu đối với dầu thô kể từ tháng 11 tới đây. Xét xử vụ bảo hiểm xã hội Việt Nam gây thiệt hại gần 1.700 tỷ đồng. Bắc Kinh tố Việt Nam vi phạm quyền và lợi ích của Trung Quốc ở Biển Đông. Cùng nhiều phần tin khác, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết sau đây. Mở đầu là phần tin Việt Nam. Việt Nam sẽ bỏ thuế nhập khẩu đối với dầu thô kể từ tháng 11 tới đây. Mức thuế nhập khẩu 5% đánh vào mặt hàng này sẽ được bãi bỏ. Roster dẫn nguồn tin vào ngày 18 tháng 9, một nguồn tin từ chính phủ Việt Nam đưa ra một ngày trước đó. Tin được lan đi khi mà Việt Nam ngày càng lệ thuộc nhiều hơn vào nguồn dầu thô nhập khẩu cho các nhà máy lọc dầu trong nước. Thống kê cho thấy trong giai đoạn từ đầu năm đến nay, lượng dầu thô nhập khẩu của Việt Nam tăng hơn gấp đôi so với năm ngoái, lên đến hơn 5 triệu 500 000 tấn. Trong khi đó, thì sản lượng dầu thô của Việt Nam giảm 6,9%. Hiện nay thì tại Việt Nam có hai nhà máy lọc dầu với công suất tổng cộng là 330.000 thùng mỗi ngày. Nhu cầu dầu thô nhập khẩu tăng lên khi mà sản lượng dầu thô trong nước giảm đi. Lý do được cho biết vì các dầu mỏ khai thác trong nước lâu nay không còn nhiều trữ lượng nữa, cũng như thái độ ngày càng hung hăng của Trung Quốc tại Biển Đông đã cản trở hoạt động thăm dò dầu, dầu khí của Việt Nam tại khu vực đó. Từ đầu tháng 7 cho đến nay, thì Trung Quốc đã cho tàu thăm dò hải dương địa chất 8 cùng các tàu hải cảnh hộ tống đi vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam bất chấp mọi phản đối của Hà Nội và nhiều nước khác trên thế giới. Tin về tham nhũng Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vào hôm 18 tháng 9 đã bắt đầu xử phiên tòa sơ thẩm vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam và công ty cho thuê tài chính 2. Sáu bị cáo đã ra hội tòa đều là quan chức, cán bộ liên quan đến vụ án Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Đầu tư sai quy định cho công ty thuê tài chính 2, ALC2, trực thuộc Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam, Aribank, đã gây thất thoát cho nhà nước 1.700 tỷ đồng. Trong số 6 bị cáo, có 5 bị cáo cùng bị truy tố về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, gồm các ông Lê Bạch Hồng, nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, nguyên Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Nguyễn Huy Bang, nguyên Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Nguyễn Phước Tường, nguyên trưởng ban kế hoạch tài chính kiêm kế toán của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Hoàng Hà và Trần Tiến Vĩ, nguyên là trưởng phòng kế hoạch tổng hợp ban kế hoạch tài chính thuộc bảo hiểm xã hội Việt Nam. Riêng bà Trần Thị Thanh Thủy, nguyên là chuyên viên, sau đó là trưởng phòng kế hoạch tổng hợp, ban kế hoạch tài chính thuộc bảo hiểm xã hội Việt Nam. Bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Theo các trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, thì công ty cho thuê tài chính 2, ALC2, được xác định là tổ chức tín dụng phi ngân hàng và luật bảo hiểm xã hội năm 2006 không cho phép bảo hiểm xã hội Việt Nam cho ALC2 vay vốn. Tuy nhiên, vào tháng 3 và tháng 4 năm 2008, theo lời đề nghị của ông Vũ Quốc Hảo, khi đó là tổng giám đốc ALC2, ông Nguyễn Thế Bình, khi đó là tổng giám đốc Aribank, đã ký ba thư bảo lãnh thanh toán để ALC2 vay vốn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Và từ tháng 4 đến tháng 8 năm 2009, thì các cán bộ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã lập 14 tờ trình yêu cầu Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho ALC2 vay 1.010 tỷ đồng. Việc cho vay này đã bị Viện Kiểm sát xác định là không đúng đối tượng, nguyên tắc đầu tư, trái với luật Bảo hiểm xã hội 2006. Đến ngày 31 tháng 7 2018, ALC2 đã tuyên bố phá sản và không có khả năng thanh toán số tiền 1.679 tỷ đồng, gồm cả lãi và gốc. ALC2 chỉ mới thanh toán một hợp đồng trong số 14 hợp đồng vay đã ký với Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Lê Bạch Hồng bị cáo đã buộc phải ký và chỉ đạo thực hiện 3 hợp đồng cho ALC2 vay vốn, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 434 tỷ đồng. Nguyên Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Huy Bang bị cáo buộc đã ký và chỉ đạo thực hiện 11 hợp đồng cho ALC2 vay vốn, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 1.263 tỷ đồng. Được biết, thì phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra trong vòng một tuần. Trong khi đó, thì theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, thì việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế tại một số cơ sở y tế trong 8 tháng đầu năm đã vượt so với dự toán được giao. Điều này đã ảnh hưởng đến quyền lợi của bệnh nhân hưởng bảo hiểm y tế. Theo truyền thông trong nước tư tin, thì cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cùng với công an thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 18 tháng 9 đã tiến hành phong tỏa, kiểm tra và bắt giữ chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện và giám đốc công ty Nguyễn Thái Lĩnh, em trai ông Luyện. Thời gian gần đây, hàng loạt những tai tiếng trong lĩnh vực bất động sản liên quan đến công ty Alibaba như vẽ dự án ma ở nhiều tỉnh thành như Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Thuận, trong khi chưa xin cấp phép dự án, chưa làm thủ tục pháp lý nhưng đã huy động tiền của hàng nghìn khách hàng để chiếm đoạt. Qua nhiều phản ánh, Tố cáo của nhiều khách hàng về công ty này, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành xác minh các sai phạm có dấu hiệu vi phạm xảy ra tại công ty Alibaba và các công ty có liên quan. Công ty địa ốc Alibaba có hai trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh. Trụ sở thứ nhất nằm ở số 120 122 đường Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức và trụ sở thứ hai tại 321 đường Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh. Tiếp theo là tin liên quan đến Biển Đông. Bắc Kinh vào ngày 18 tháng 9 đã tố cáo Việt Nam vi phạm nghiêm trọng quyền và lợi ích của Trung Quốc khi tiến hành khai thác dầu khí đơn phương trong khu vực 749 kể từ tháng 5 năm nay. Phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sản đã nhấn mạnh Trung Quốc có chủ quyền tại Trường Sa và quyền chủ quyền quyền tài phán tại khu vực 749 kế đó và rằng điều này có cơ sở vững chắc về lịch sử và pháp lý. Tuyên bố của ông Cảnh được đưa ra đáp câu hỏi của phóng viên liên quan đến phản ứng của phía Việt Nam về việc tàu khảo sát Hải Dương 8 cùng các tàu hộ tống của Bắc Kinh đã trở lại thêm lục địa vào quân đặc quyền kinh tế của Việt Nam vào hôm 13 tháng 8. Trước đó, thì nhóm tàu vừa kể đã bị phát hiện trong khu vực này từ đầu tháng 7. Đến ngày 7 tháng 8 thì rút lui. Tại cuộc họp báo vào hôm 16 tháng 8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam bà Lê Thị Thu Hằng cho biết Hà Nội mạnh mẽ phản đối việc Trung Quốc tái diễn vi phạm nghiêm trọng, vùng biển nằm hoàn toàn trong quyền chủ quyền và tài phán của Việt Nam, theo các điều khoản trong Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển. Bà Hằng nói bất cứ hành động nào can thiệp vào hoạt động khai thác dầu khí của Việt Nam trong lãnh hải Việt Nam là vi phạm luật quốc tế. Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố các hoạt động của Trung Quốc trong các vùng biển dưới quyền tài phán của Trung Quốc ở Biển Đông là hợp pháp hợp lý và không có gì phải phản nàn. Trung Quốc luôn đòi hỏi chủ quyền phần lớn diện tích Biển Đông qua đường đứt khúc chính đoạn mà nước này tự vẽ ra. Đường đứt khúc này đi sâu vào vùng thềm lục địa và đặc quyền kinh tế của các nước láng giềng. Tiếp theo là phần tin quốc tế. Hôm 18 tháng 9, Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã ra lệnh trừng phạt đối với Iran. Đây là sự leo thang căng thẳng mới nhất giữa hai nước sau vụ tấn công vào các cơ sở dầu mỏ của Ả Rập Xê Út vào cuối tuần qua, theo CNN dẫn tin. Tôi vừa chỉ thị cho Bộ trưởng Tài chính gia tăng đáng kể các lệnh trừng phạt đối với đất nước Iran. Ông Trump thông báo trên Twitter. Ông Trump cũng chưa dứt khoát tuyên bố rằng Iran đứng đằng sau cuộc tấn công vào các cơ sở dầu mỏ của Ả Rập Xê Út, nhưng những quan chức khác trong chính quyền của ông đã đổ lỗi cho Tehran. Tuy nhiên, Iran phủ nhận cáo buộc này hiện vẫn chưa rõ Tổng thống Trump chỉ đạo Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin thực hiện những gì. Các Bộ Tài chính, Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao vẫn không phản hồi các yêu cầu bình luận của CNBC. Hôm 17 tháng 9, ông Trump nói trên truyền cơ đệ nhất không được rằng ông không có ý định gặp Tổng thống Iran Hassan Rouhani tại Hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York vào tuần tới.